Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Sinh viên mất tích khi vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học. Còn nỗi sợ lớn hơn cả cái chết. Thưa quý vị, vụ sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa 19 tuổi từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học bị mất tích, được tìm thấy trên sông Sài Gòn chiều 15 tháng 2, vừa được công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin nguyên nhân tử vong do tự tử, khiến dư luận xã hội nửa muốn chấp nhận nửa không. Trên mạng xã hội, nhiều câu hỏi được đặt ra bày tỏ sự khó hiểu vì sao một sinh viên học giỏi, ngoan ngoãn vào thành phố Hồ Chí Minh để nhập học lại tự tử, hay vì sao phải từ quê nhà vào thành phố Hồ Chí Minh rồi mới tự tử. Ai cũng có những câu hỏi hợp lý. Tôi thì nghĩ không chỉ độc giả và dư luận có câu hỏi mà ngay cả gia đình, người thân em Nghĩa cũng sẽ có vô vàn câu hỏi trước một sự việc đau lòng không thể cứu vãn nổi như vậy. Em Nghĩa đã mất nên dù có 100.000 câu hỏi thì cũng sẽ thiếu đi câu trả lời từ chính em, người đưa ra quyết định. Nghĩ vậy không thể nên đào sâu vào nỗi đau của gia đình em Nghĩa. Nhưng theo các thông tin đã có, dường như em Nghĩa đã chủ động chọn cái chết khi đang trên đường vào nhập học ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc một lần nữa khiến cho những người bố, người mẹ, người chồng, người vợ và tất cả chúng ta đang sống liên tưởng đến những cái chết có tên trầm cảm. Gần đây, có không ít trường hợp tự tử khiến người ta nghi ngờ điều đó. Từ một vụ em học sinh lớp 2 rơi từ nhà cao tầng đến những người phụ nữ sau khi sinh con chọn chẫm mình xuống sông. Theo các thống kê, một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tự tử là trầm cảm. Căn bệnh trầm cảm đã không còn xa lạ với xã hội hiện đại, mà điển hình nhất là Hàn Quốc và Nhật Bản, các quốc gia có tốc độ phát triển cao. Những cái chết bất ngờ, thương tâm của nhiều ngôi sao điện ảnh, âm nhạc khi đã ở đỉnh cao của sự nghiệp vẫn là những thông tin gây sốc cho độc giả và dư luận. Ở Việt Nam, dù chưa có thống kê chính thức, nhưng ước tính có khoảng từ 2 đến 5% dân số mắc phải bệnh lý này. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, đến năm 2020, trầm cảm là căn bệnh gây hại sức khỏe của con người, đứng thứ hai chỉ sau bệnh tim mạch. Và theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, khoảng 8% đến 29%, trẻ em trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam có ít nhất 3 triệu thanh thiếu niên có các vấn đề về sức khỏe tâm lý, tâm thần. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% số đó nhận được hỗ trợ điều trị cần thiết. Chỉ khi đi tìm câu trả lời có câu hỏi trầm cảm là gì mà họ không sợ chết, có lẽ chúng ta mới hiểu được sức công phá của nó mạnh đến như thế nào. Tôi đã biết không ít trường hợp có những người mẹ phải đi tìm đến địa chỉ tâm linh, thậm chí bói toán, số đồng khác tìm tới khoa tâm lý, thần kinh của các bệnh viện. Một số ít khác tìm đến các chuyên gia tâm lý để nghe lời khuyên và hướng dẫn. Thường nhất là những đứa trẻ trầm cảm mà gia đình không hề biết. Rồi những bố mẹ phải chứng kiến con mình rạch tay hàng 100.000 vết, cố gắng hủy hoại cơ thể để tìm đến cái chết mà bố mẹ và người thân không sao can ngăn được. Thường cả những bố mẹ biết con mình trầm cảm mà lúng túng khi con hỏi làm thế nào để chết không đau. Chỉ những ai rơi vào hoàn cảnh đó mới hiểu được sự bất lực lớn như thế nào, bởi nó có thể thay đổi cách nhìn đối với thế giới bên ngoài và khiến cho con người không may mắn thấy mọi điều trong cuộc sống trở nên vô vọng. Nguyên nhân của căn bệnh trầm cảm có lẽ có muôn hình vạn trạng, mỗi hoàn cảnh lại có những nguyên nhân khác nhau, không ai giống ai. Sau mỗi vụ việc không may xảy ra là cơ hội để gióng lên hồi chuông cho toàn xã hội, mỗi gia đình ý thức về căn bệnh này để loại bỏ và ngăn ngừa những cái chết vô nghĩa mang tên tự tử. Với kinh nghiệm của một người đã từng tiếp xúc và chia sẻ với nhiều trường hợp trầm cảm, tôi nghĩ rằng bác sĩ tâm lý và thuốc men chỉ là một phần hỗ trợ. Yếu tố quyết định vẫn là môi trường sống và làm việc của những người không may bị trầm cảm. Chỉ có những người thân mới có thể giúp những người bệnh trầm cảm vượt qua được căn bệnh này để tìm về với ý nghĩa của cuộc sống. Và trên con đường ấy, không ít trường hợp sự sống chỉ được níu kéo tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng cũng như diễn tiến tâm lý của người bệnh. Như trường hợp của sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa thì có lẽ diễn tiến tâm lý đã diễn ra rất lâu trong quá khứ và đỉnh điểm sau khi rời nhà một mình, không có người thân bên cạnh, em đã hành động như vậy. Tôi nghĩ là như thế. Bạn tôi đã có không ít những người mẹ ước mong con mình không học giỏi, không tài năng và cả không xinh đẹp, chỉ cần biết yêu cuộc sống của bản thân và sống khỏe mạnh. Lại có người bạn sau khi thấy con gái muốn chứng tỏ mình là con trai thì đã kịch liệt phản đối bằng nhiều biện pháp, khiến cô bé nhiều lần tìm đến cái chết, may sao bất thành. Tôi cho rằng những trường hợp vượt qua được những cơn khủng hoảng do căn bệnh trầm cảm đem lại là do may mắn, bởi may mắn không đến nhiều lần. Vì tôi đã chứng kiến những người bố người mẹ phải từ bỏ đời sống xã hội của mình để sống đời sống của con, mà sau tận 3 năm mới bước đầu giúp con vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Chắc chắn những ai vượt qua được căn bệnh trầm cảm thành công đều phải cần lắm những người thân đồng hành. Đồng hành với ý nghĩa thực chất của từ này.
kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang bị khởi tố tội giết người. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Viên, sinh năm 1992, ngụ thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để điều tra về tội giết người. Hiện các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn. Theo điều tra, do nghi ngờ vợ là Lê Thị TN, sinh năm 1992, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoại tình với người đàn ông khác và không nghe điện thoại của mình. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, Viên đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn nói chuyện về việc trên. Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng con gái ruột là cháu Trần Lê Yến V, sinh năm 2017, đang ở nhà với mẹ vợ, đi đến bến đò Tam Hải, cách nhà bà L khoảng 900m, rồi ném cháu V xuống sông. Ném xong, Viên đi về nhà kể lại nội dung việc với mẹ ruột. Sau đó, mẹ của Viên đã gọi điện báo lại việc trên cho cha vợ Viên. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu V tại khu vực trên. Riêng đối tượng Viên được lực lượng công an tỉnh triệu tập làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thành phố Hồ Chí Minh mất gì sau vụ bỏ cọc đất Thủ Thiêm? Thưa quý vị, sáng 23 tháng 2, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị bàn tròn bài học rút ra từ đấu giá đất Thủ Thiêm và những khuyến nghị về thể chế. Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực quy hoạch kinh tế đô thị đã nhiều lần sử dụng từ thất bại để nói về vụ việc bỏ cọc đấu giá các lô đất tại Thủ Thiêm vừa diễn ra. Nhiều chuyên gia lên tiếng những thiệt hại của Thành phố Hồ Chí Minh sau việc bỏ cọc không chỉ liên quan đến vấn đề tài chính mà còn là những hệ lụy lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản, tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Thậm chí có ý kiến cho rằng, thất bại của cuộc đấu giá không chỉ có phần lỗi của các đơn vị đưa ra bước giá trên trời, mà cuộc đấu giá có thể đã sai từ gốc. Dưới góc quan sát của mình, tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam cho rằng, trong vụ đấu giá vừa qua, các bên chưa có cơ sở để nói tập đoàn Tân Hoàng Minh sai. Các tình huống suy diễn bên lề xoay quanh vụ bỏ cọc đều chưa có bằng chứng. Đây là bài học lớn để Thành phố Hồ Chí Minh cần cảnh giác, giảm bớt sơ hở trong các luật và tránh tác động xấu trong vấn đề đấu giá sau này. Các chuyên gia cũng nhận định, thông qua những vụ việc chưa thể lường trước tình huống, xã hội sẽ phát triển hơn nhờ rút kinh nghiệm, không để nhà đầu tư đẩy cơ quan quản lý vào tình huống khó xử. Do đó, các nhà làm luật cần nhanh chóng kiện toàn, hoàn thiện hành lang pháp lý. Vụ việc bỏ cọc các lô đất tại Thủ Thiêm chỉ rõ lĩnh vực bất động sản Việt Nam hiện tại rất có vấn đề. Nói về khía cạnh tiêu cực của cuộc đấu giá, tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội viên Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhìn nhận, Thành phố Hồ Chí Minh không thất bại về mặt tài chính trước mắt, bởi các lô đất bị bỏ cọc vẫn còn, địa phương còn được nhận tiền cọc đã đóng. Tuy nhiên, thị trường bất động sản, giá đất đã bị xáo trộn trong thời gian qua. Sau vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, toàn thị trường gần như đứng im vì người bán người mua đều sợ lỗ. Ông Nguyễn Hữu Nguyên nêu thực trạng. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm. Vấn đề của cuộc đấu giá xuất phát từ điểm gốc, tức là cách vận dụng pháp luật trong cuộc đấu giá. Cụ thể, ông Châu cho rằng thành phố có thể áp dụng các hình thức đấu giá khác để phù hợp hơn trong vụ việc lần này, thay vì áp dụng đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo Điều 41 Luật Đấu giá Tài sản. Khi lên Đà Lạt hay về miền Tây, người dân đều nói đất ở đây rẻ lắm, vì 1.000m2 đất ở đó không bằng 1m2 đất ở Thủ Thiêm. Theo tôi, tác hại của vụ bỏ cọc đối với nền kinh tế không nhỏ. Thành phố mất đi nguồn thu lớn khi một lô đất trị giá 24.500 tỷ đồng, một lô là 5.000 tỷ đồng đều bị nhà đầu tư rút lui. Ông Lê Hoàng Châu phân tích. Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, trong lần đấu giá lại các lô đất bị bỏ cọc tại Thủ Thiêm, thành phố cần nghiên cứu tổ chức thực hiện theo Điều 42 hoặc Điều 43 của Luật Đấu giá Tài sản, tức là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Địa phương cũng cần xem xét thẩm định các doanh nghiệp, tập đoàn tham gia đấu giá để chọn lọc danh sách sơ bộ có tiềm năng. Tại hội nghị bàn tròn, hầu hết các góp ý của chuyên gia đều cho rằng thành phố cần thẩm định năng lực của đơn vị, người tham gia đấu giá, tăng chế tài xử phạt nếu bỏ cọc. Mặt khác, địa phương này cần cân nhắc kỹ mức giá khởi điểm đưa ra. Điều này quyết định lớn đối với sự thành công của cuộc đấu giá. Chuyên gia Nguyễn Thế Phượng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam phân tích, hiện tại hai nhà đầu tư trúng đấu giá tại Thủ Thiêm đã bỏ cọc. Hai đơn vị còn lại chưa nộp đủ tiền khi đã hết hạn. Điều này cho thấy vấn đề về năng lực tài chính của cả bốn nhà đầu tư. Chúng ta cần nhận thức việc quan trọng đầu tiên là năng lực tài chính của bên tham gia đấu giá cần được xác định. Tiếp theo, chế tài xử lý đối với người bỏ cọc cần được nghiên cứu lại. Ông Nguyễn Thế Phượng nêu quan điểm.
giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự đồng tình về việc đánh giá năng lực người đấu giá và kiểm soát chặt chẽ hồ sơ. Vị chuyên gia này đề xuất thêm, để hạn chế bỏ cọc, số tiền đặt cọc cần nâng lên ít nhất bằng 20 đến 30% tổng giá trị trúng giá. Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với giám đốc và kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, giám đốc và kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên Huế bị đình chỉ sinh hoạt đảng trong thời gian 3 tháng để phục vụ công tác điều tra hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 21 tháng 2 đã ra quyết định số 199 và 200 về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Hoàng Văn Đức, giám đốc, ông Hà Thúc Nhật, kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 30 tháng 7 để phục vụ công tác điều tra. Ông Đức nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, bí thư Đảng ủy bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế. Ông Hà Thúc Nhật, bí thư, kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế hoạch tài chính, dược vật tư y tế CDC tỉnh Thừa Thiên Huế, trực thuộc Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh, Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo số 82 gửi Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bắt bị can Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật là đảng viên để tạm giam với hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Như đã đưa tin, ngày 18 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật do có hành vi vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước